Dạ, Vũ chào cả nhà. Hôm nay Vũ lại cùng với mấy anh em trong nhóm từ thiện Họ Đạo Cao Đài, thị xã Cà Lệ, tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để đưa linh cữu của cô Nguyễn Thị Hồng, 71 tuổi, tại khu phố phường 4, thị xã Cà Lệ, tỉnh Tiền Giang nha cả nhà. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan và đưa linh cữu của cô về nơi nghỉ cuối cùng nha. Và cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và mấy em xin một lượt đăng ký, lượt chia sẻ và một lời cầu nguyện để hương linh của cô được siêu thoát về nơi cực lạc nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Giờ bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy em vào bên trong nha.
chú chuyện thành thương hương. Người ta mới hành động nhỏ là chị, mà có cái gì.